hãy thi đem lại cho em được giao lưu và làm quen với những thí sinh khác và được trải nghiệm được rất nhiều điều nhiều thú vị. Em xin gửi một lời chân thành cảm ơn đến gia đình, thầy cô và bạn bè đã đồng hành với em trong suốt hành trình vừa qua và mong rằng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ em trong phần thi chung kết sắp tới. Em là Đỗ Cao Cẩm Ly, học sinh lớp 10T, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Giáo Dục Vĩnh Phúc, số báo danh 621.